Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phiên bản SUV 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Hàn Quốc, đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết Hyundai Santa Fe thì nó có những cái phiên bản, ví dụ như là phiên bản máy xăng này, phiên bản máy dầu. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phiên bản máy xăng, động cơ 2.4 lít và là động cơ xăng quý vị và các bạn nhé, phiên bản tiêu chuẩn. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký biển Hà Nội và đã lăn bánh được 33.000 km rồi quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này có thể nói là siêu lướt với mới lăn bánh được hơn 3 vạn km thôi. Dàn lốp theo xe còn nguyên, lớp sơ cua còn mới tinh chưa hạ, và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 930 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn ấy, là 90905608883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe này ạ. Mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Santa Fe 2019 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Sản xuất năm 2019. Đến nay tính là đã 3 năm sử dụng rồi với hơn 3.000 km. Hơn 3 vạn km, xin lỗi quý vị và các bạn. Mỗi 1 năm tính ra là chạy hết 1 vạn 1 km. Bây giờ là 3 vạn 3 km rồi cho 3 năm sử dụng. Chiếc xe này còn rất là đẹp, rất là mới quý vị và các bạn nha. Đấy, nhìn về cái phần ngoại thất bên ngoài rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó rất là đẹp, rất là mới đây. Nhìn cái nước sơn nguyên bản của xe chúng tôi mua về là nó có bị xước sát một chút đây quý vị bạn ạ. Tôi phải quay thật sát vào đây thì quý vị các bạn mới thấy được những cái vết này là do đỗ xe mà những cái xe bên cạnh người ta mở ra, người ta chạm vào đánh xước nhá, đánh móp lại một chút thôi, nhưng nó rất là nhỏ, rất là nhẹ thôi quý vị bạn ạ, nhìn tinh mới thấy. Còn là tôi để cho nó sơn nó zin nguyên bản đấy ạ. Sơn zin nguyên bản của xe tôi để nguyên đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nhìn về bên ngoài là không có một cái vết xước nào đâu cả. Đấy, đây là cái phần đầu của chiếc xe, phần ba là sốc trước quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn đi xem xe cũ thì quý vị bạn xem cả từ những cái phần chỉ này, những cái phần mép cabo này, nối với tai này, xem nó có còn nguyên bản hay không đấy, nó có đều hay không. Nhìn chung là ta sẽ so hai bên, nếu như còn đều, còn đẹp như thế này là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Rất là đều. Nhìn về cái cụm đèn pha, đèn LED, đèn gầm và đằng trước cũng còn nguyên bản vì chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, cho nên nó còn nguyên đây quý vị bạn ạ. Đây là cái cụm đèn LED đây quý vị bạn nhé. Đây là LED ban ngày này, bên dưới là đèn pha này, đèn cốt này. Đèn pha cũng đã được trang bị đèn pha bi xe nông, đèn xi nhan, bên dưới nữa là đèn gầm. Đấy, rất là đẹp. Cái form này cũng rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Form 2019-2020 đấy ạ. Form này đấy. Đến bây giờ 2022 mới bắt đầu ra form khác. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Xi nhan cũng đã được tích hợp trên gương chiếu hậu, và gương chiếu hậu là gương gập điện quý vị các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa. Tôi không phải giới thiệu nhiều về cái phần option cho quý vị bạn, mà tôi chỉ muốn giới thiệu đến quý vị bạn là nó còn nguyên bản, nó còn đẹp sau 3 năm sử dụng với 3 vạn 3 km thôi quý vị bạn nhé. Về cái phần đằng sau, phần ba đời sốc sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Từ những cái cụm đèn cũng còn rất là mới đây quý vị bạn nhé. Cụm đèn còn mới, còn nguyên bản vì chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cụm đèn hậu này, đèn xi nhan sau này còn nguyên bản hết. Và xe cũng đã được trang bị cả cảm biến lùi, camera lùi. Phần dưới này là phần cảm biến lùi đây quý vị bạn nhé. Đấy, cảm biến lùi này, camera lùi, đầy đủ hết cả rồi quý bạn ạ. Nhìn về cái phần
ngoại thất bên ngoài đều rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, nước sơn nguyên bản. Quý vị bạn xem này, sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều đây nhá. Đấy, nếu như chỗ nào sơn lại rồi nhìn nghiêng đi này là chúng ta biết được luôn nó sẽ có gợn sóng. Rất là mới, rất là đẹp. Và điều đặc biệt nữa là quý vị và các bạn thấy đấy ạ, chủ xe đã lắp thêm cái bậc cửa đấy ạ, đã có bậc cửa rồi quý vị bạn nhé. Xe cũng đã có bậc cửa này. Và lốp sơ, dàn lốp còn nguyên bản theo xe ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và date lốp cũng là 2018 luôn quý vị bạn nhé. Date lốp là tuần thứ 45 năm 2018, tức là chiếc xe được sản xuất cuối năm 2019 nhưng phụ tùng của nó sẽ sản xuất trước đó. Đấy là cuối năm 2018. Cả một cái dàn lốp còn nguyên bản quý vị bạn ạ. Đấy, date lốp 2018 quý vị bạn nhé. Tuần thứ 45 2018 và lớp sơ cua còn nguyên chưa hạ đây quý vị bạn này. Lớp sơ cua còn nguyên chưa hạ này. Lớp sơ cua rất là mới, còn nguyên chưa hạ đây quý vị bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua này còn mới tinh, chưa hạ. Dàn lốp này thì 2018. Đây, đến lốp đây quý vị bạn nhé. 2018 này. Cả 4 quả lốp này đều tuần thứ 45 năm 2018. Đó. Cả 4 quả lốp đều tuần thứ 45 năm 2018. Tuần thứ 45 là cuối năm 2018 rồi. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký biển Hà Nội quý vị bạn ạ. Chiếc xe lăn bánh được 3.3 km rồi. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng xem về cái cánh cửa trước bên lái. Đấy, đây là cái phần bấm tay để mở cửa này. Mở cái cánh cửa bên lái này ra, chúng ta sẽ kiểm tra từ cái phần keo chỉ này. Keo chỉ của cánh cửa quý vị bạn nhé. Đấy là cái phần keo chỉ của cánh cửa này, còn nguyên hết ạ. Keo còn nguyên này, ốc bản lề cũng còn nguyên quý vị bạn ạ. Ốc bản lề còn nguyên. Đấy. Đắp bi cửa này rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Vì chiếc xe này siêu lướt, mới chạy có 3.3 km thôi, rất là mới, rất đẹp luôn. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, sang số thể thao trên vô lăng, đầy đủ hết cả rồi quý vị bạn nhé. Và nội thất da cao cấp, ghế lái chỉnh điện, ghế sau chỉnh điện hết, toàn bộ là ghế chỉnh điện quý vị bạn ạ. Đấy. Và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận ốp cả bậc cửa này, sàn da đã có hết cả rồi quý vị bạn ạ. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên hết luôn đấy ạ. Chủ xe đã lắp thêm cả vè che mưa này. Dán bậc cửa này, đấy, ốp bậc cửa để chống xước này. Lót sàn này, đầy đủ hết cả rồi quý vị và các bạn ạ, không thiếu một cái gì nữa. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau bên phụ này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, keo chỉ của cái tắp bi cửa này còn nguyên bản nhá. Ốc bản lề còn nguyên hết luôn. Đấy, nội thất thì rất là đẹp rồi. Đằng sau này thì ghế đằng sau này thì rất là mới quý vị và các bạn ạ. Và cái hàng ghế sau cùng nữa còn chưa dùng đến tí nào cơ. Chưa hạ ghế sau cùng cơ. Sau cùng cũng chưa dùng. Đấy. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là cái option bên trong của chiếc xe này nhé. Đây là cái phần cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đương nhiên là một chiếc xe 7 chỗ thì những cái này được trang bị là điều đương nhiên rồi quý vị bạn ạ. Những chiếc xe hạng B, hạng C có thì mới là lạ thôi, chứ những chiếc xe 7 chỗ không có mới là lạ. Đấy. Và vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng này, điện thoại rảnh tay này, rồi cruise control quý vị bạn ạ. Ra cruise control tức là kiểm soát hành trình, ga tự động này, sang số thể thao trên vô lăng quý vị bạn nhé. Đây là cái phần sang số thể thao trên vô lăng này. Đấy. Và tôi sẽ bật cái điện lên cho quý vị bạn xem về cái đồng hồ của chiếc xe nhé. Đấy là cái đồng hồ của chiếc xe này. Chiếc xe chạy được 33.000 km rồi, tức là 3.3 km quý vị và bạn nhé. Đấy, và xe cũng đã được trang bị một cái màn hình giải trí ở trung tâm, giải trí đa phương tiện luôn quý vị bạn nhé. Tích hợp camera lùi, tích hợp tất cả những cái ứng dụng ở trên đây, ví dụ như là
map này, đấy là đều đầy đủ hết cả quý bạn ạ. Thiết bị dẫn đường. Đấy. Và hơn nữa là quý vị và các bạn thấy ở những chiếc xe bây giờ ấy, là được trang bị cái đầu màn hình này rất là thông minh quý vị và bạn ạ, nó có thiết bị dẫn đường đấy. Ví dụ như tôi đang ở khu Mỹ Đình đấy ạ. Đấy, định vị mình đang ở khu Mỹ Đình. Và cái thứ hai nữa là báo tốc độ đấy ạ. Quý vị các bạn đi đường không những báo ở trên đây và nó còn có cả loại đọc ạ. Có cả giọng đọc cho quý vị bạn biết là phía trước đang cho chạy với tốc độ bao nhiêu, có camera của cảnh sát giao thông hay không. Đấy là bây giờ là các ứng dụng này rất là thông minh. Cho nên quý vị các bạn đi những chiếc xe này là không hay bị bắn tốc độ đâu ạ. Vì là sẽ có bên cái màn hình này nó sẽ kiểm soát cho quý vị bạn, nó sẽ đọc cho quý vị bạn là xem quý vị các bạn đang đi với tốc độ bao nhiêu và cho phép bao nhiêu quý vị bạn nhé. Đấy, xe thì cũng đã được chủ xe trang bị cả camera hành trình rồi. Đấy, rất là mới quý vị bạn ạ. Điều hòa tự động hai vùng độc lập, khóa thông minh, đèn nổ start top này, hộp cần số này cũng còn rất là mới luôn. Từ vô lăng đến cần số đều rất là mới quý vị các bạn nhé. Đấy, đây là vô lăng, cần số này đều rất là mới. Phanh thì là đạp ở chân kia. Đấy, rất là đẹp luôn. Táp lô này, táp bi này đều rất là mới này. Từ những cái phần trần này, phần nhựa này đều rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Đấy. Một chiếc xe siêu lướt, một chiếc xe sản xuất năm 2019 đã lăn bánh được 3.3 km rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Cốp sau được bấm là cốp điện nhé. Đấy, cốp sau là chỉnh điện. Đây là cái ốc cốp sau quý vị và các bạn nhé. Đây là ốc cốp sau này còn nguyên bản này. Những cái ốp này còn nguyên bản này, điều này là chứng tỏ này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau. Những cái keo chỉ này đều là còn nguyên hết đây quý vị bạn nhé, nguyên bản của nhà sản xuất đấy ạ. Tôi quay rất chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn ở xa thì quý vị và các bạn có thể xem qua video này thì cũng có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nhé. Tôi bán xe rất nhiều người khách ở xa đấy, chỉ xem qua video và tôi sẽ gửi xe đi đấy ạ. Ví dụ như là Sài Gòn, Kiên Giang hay là từ trong Tây Ninh, Bình Định đều mua xe của tôi rồi quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Về những cái phần trần rất là mới luôn này. Hàng ghế sau này thì gần như là chưa sử dụng đến quý vị bạn ạ. Đấy, hàng ghế sau này là chưa sử dụng đến này. Hàng ghế sau này rất là mới này. Có cả bấm chỉnh điện này quý vị bạn ạ. Đấy, nút bấm chỉnh điện này, gập ghế này. Đây. Những cái thảm này cũng còn rất là mới luôn đấy quý vị bạn này. Cái thảm này còn đằng sau này còn rất mới này. Đó. Và lớp sơ cua chưa hạ thì đương nhiên là những cái phần kích mấy đồ nghề của chiếc xe này cũng chưa sử dụng đến quý vị bạn này. Đấy. Kích mấy đồ nghề này còn nguyên, chưa sử dụng đến tí nào quý vị bạn nhé. Kích này rất là mới này. Đấy, những cái tấm chắn đồ này cũng còn đều rất là mới luôn đấy. Cốp là chỉnh điện, cốp là cốp điện quý vị bạn nhé. Đây là tôi sẽ bấm nút này, bấm nút ở cốp luôn hoặc là có thể bấm nút ở chìa khóa. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này ra cho quý vị và các bạn cùng xem này. Đấy. Keo chỉ nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề, cánh cửa cũng còn nguyên bản hết luôn. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp luôn đấy quý vị và các bạn ạ. Đẹp từ những cái bậc cửa này. Đấy. Sàn này. Cái ghế bên này là được ghế chỉnh điện rồi quý vị bạn nhé. Gập điện này, chúng tôi có thể bấm nút gập điện này. Đấy, tự động nó sẽ đẩy lên để cho cái người vào hàng ghế sau. Đây là ghế gập điện. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này ra. Cũng được bấm tay để mở cửa này. Tôi quên mất tôi chưa tắt cái khóa đi, không lát nữa nó lại hết điện. Đấy, những cái phần màn hình này còn chưa bóc những cái ni lông này đâu quý vị và bạn nhé. Đây này, những cái ni lông này còn nguyên chưa bóc này. Đấy, ni lông chưa bóc tí nào. Đây, phần này cũng chưa bóc ni lông này. Đấy, ni lông của xe còn đấy quý vị và bạn nhé. Đấy, những cái ni lông mà chủ xe mua về mà còn chưa bóc ra cơ. Ốc bản lề, cánh cửa bên này cũng còn nguyên bản hết đấy. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên đấy ạ. Tôi quay thật sát lại cho quý vị và bạn cùng xem nhé. Keo chỉ của cánh cửa này. Đấy, còn nguyên bản hết.
cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết ạ. Đấy, nội thất thì rất là mới. Mọi người cứ hay muốn mua những chiếc xe để tiết kiệm nhiên liệu, ví dụ như máy dầu thì chọn nhiên liệu máy dầu thì tiết kiệm nhiên liệu hơn, nhưng máy xăng thì cũng không hết nhiều đâu quý vị bạn nhé. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất đấy ạ, cho một chiếc xe mà động cơ 2.4 lít đấy ạ. Đây, động cơ 2.4 lít đây quý vị bạn. Không biết quý vị và các bạn có nhìn rõ không, như là trời nó nắng cho nên là ở ngoài trời nó hơi bóng cho nên khó nhìn quý vị bạn nhé. Đây, động cơ 2.4 lít mà chỉ với 8,65 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, tức là chỉ hơn 8 lít thôi. Đấy, còn nếu trong khu đô thị thì lên đến 11,8, gần 12 lít. Còn nếu như ngoài đô thị chỉ 6,8 lít thôi quý vị bạn ạ. Đấy, cũng không tốn xăng nhiều lắm đâu ạ. Tôi quay sát vào cho quý vị bạn cùng xem đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái phần quan trọng và một cái phần rất đặc biệt đối với một chiếc xe ô tô cũ, đó là về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho phiên bản 2.4 máy xăng này là một cái khối động cơ xăng 2.4 lít GDI quý vị và các bạn nhé. Và cái điều đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn ở một chiếc xe mà chúng tôi đang bán đây ạ, đó chính là về cái phần ốc của nó đây ạ. Ốc chân máy này. Đấy, đây là những cái ốc chân máy đây quý vị và các bạn nhé, còn nguyên bản luôn này. Ốc chân máy này. Rồi đến những cái ốc mặt máy này còn nguyên bản hết đây quý vị bạn ạ. Đấy. Quý vị và các bạn có thể mang xe vào hãng để kiểm tra, để check chiếc xe này ạ. Đấy, chúng tôi cam kết là nó còn nguyên bản, chưa tai nạn hay là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị ngập nước gì, cho nên là nó còn nguyên bản hết và còn đẹp như thế này đây quý vị bạn ạ. Rất là mới. Đối với một chiếc xe ô tô thì chạy hơn 3 vạn km này thì gần như là hết rốt đa thôi quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp như này này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả thì là nó còn đẹp đấy, còn mới như này đấy. Đó, và đây là quý vị và bạn xem về cái phần ốc cabo. Ốc cabo đây này quý vị bạn này. Ốc cabo còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé, chưa có bị tháo ốc ra. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Ốc cabo. Đấy, điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, rất là mới. Đấy, phần đầu cũng còn nguyên bản hết ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 930 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.